Đây là gợi ý đầu tiên. Sẽ có một đoạn nhạc gợi ý dành cho các bạn. Xin mời. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy thắp tiếng ca cho đời mê say. Yeah. Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Ca khúc, khúc nhạc vui. Đây là sáng tác nhạc ngoại lời Việt của ai? A. Nhạc ngoại lời Việt của Kỳ Phương. B. Nhạc ngoại lời Việt của Lê Hữu Hà. Xin mời. Lựa. À. 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 À là biết rồi nè. A ta. Ê. Phải thử rồi. Mạnh mẽ lên. Mở một bên nữa nè, chứ em không được mở hai bên nha. Dơ cao lên, dơ cao lên. Mình đang thắng hay thua? Mình đang thua. Mình đang thua, đem cái pháo ra ăn mừng chi? Tại vì nghe đồn là ăn heo vô chọn cho nên tính quay heo. Cuối cùng chạy như ruốc đuốc vậy đó. Tức ghê nơi. Rồi thắng hay thua? Thua. Thua đi vô. Tung ghê. Đáp án chính xác của chương trình, ca khúc khúc nhạc vui là một sáng tác nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Kỳ Phương. Tiếp theo là lượt 2 và đây sẽ là một đoạn nhạc gợi ý rất quen thuộc như sau. Xin mời. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai. Đôi chân tranh vênh con đường nhỏ. Nghiêng nghiêng bóng em gầy. Ca khúc Một mình một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Vừa rồi là đoạn nhạc gợi ý nó bị méo một chút xíu. Dạ. Hãy điền vào đoạn nhạc còn thiếu. A. Gió sương mòn cả đôi tay. B. Gió sương mòn cả hai vai. Dạ, xin mời. Bây giờ là tới lượt em. Tới lượt em đi. Dạ. Trời, giác lên trời, trời thấy tội ghê. Chứ sao giờ không? Phải giác chân chạy đúng không anh? Đúng. Đúng rồi. Lẽ cái đuôi, người ta nắm cái đuôi mình sao? Rồi, đúng rồi, con sói cũng dữ lắm. Nhưng mà không lẽ cái này em sai được. A, B, B, A. Em biết cái này là đáp án B đúng. Nhưng chọn đó. Sói có 20 điểm, sói thắng, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay dành cho các bạn. Sẽ không có đoạn nhạc gợi ý, chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Trong ca khúc Góc phố dịu dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi, hãy cho biết lời hát có nhắc đến một loài vật, đó là loài nào? A. Bồ câu. B. Mèo. Đi vô đây đúng. Ủa con kỳ à. Quỳ xuống. Công chúa. Đánh nó đi công chúa. Ủa quỳ là cuối cùng mình cũng xong kiếm hợp bích được. Sói bắt được con mồi. Sói có 20 điểm nữa. Chúc mừng. Xin đi trà đường cho sói. Má trời ơi. Quá trời mệt. Vô nước biển nhầm chai ơi. Chuyện đàn mệt quá. Rồi từ từ bình tĩnh. Và tỷ số hiện nay như sau. Đội nốt trầm đang có 40. Yeah. Và đội nốt bỏng giữ nguyên tỷ số nha. Ủa là em sai 3 câu luôn rồi đội. Là sai 3 câu. Sai hết á. Ủa. Rồi, chúng tôi cần thời gian truyền nước biển cho sói và hoán đổi thân phận để đến với lượt 2 của vòng 2. Xin mời. Hey. Vậy chưa? Khí thế liền.
hồi nãy mới truyền nước biển, hàng gì nó lấy lại năng lượng rồi. Ờ vô em kêu một chai mà người ta khuyến mãi mua một tặng một, trời vô hai chai bây giờ em khỏe quá, đâu có ngờ được đúng chưa. Thì chúng ta đến ngay với lượt chơi của đội nốt trầm, mình vẫn có ba lượt chơi nha. Và bây giờ lượt thứ nhất, xin mời video clip gửi. Trên con phố khuya có một người đang gánh hàng rong, cơn mưa vẫn rơi, tiếng giao buồn lạc lõng chơi vơi. Ca khúc Gánh Hàng Rong là sáng tác của ai? À, hôm nay Oanh bị dính vô mấy câu hỏi bị sáng tác thôi. A. Lê Quốc Dũng, B. Võ Hoài Phúc, xin mời. Bây giờ vào nè em sẽ trả lời trước. Trả lời trước đi. Sao cổ nó rung dữ người ta? Nó rung. Từ cho. Chạy lên chạy về hả? Đúng. Chạy lên đây nè đó. Đáp án là. Chạy đi chạy. Ai vậy? Ôi, đơn bán. Ơi, qua đây nhà tôi rồi, đi ra. Đi. Rồi quay lên, quay đi. Múa rồi, múa mày quay cuồng đi. Trái nhà tôi bây giờ đi đâu? Trời ơi. Bà công chúa bà chơi mình bả luôn á. Công chúa này bệnh nha. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta có 20 điểm, chúc mừng nó trầm. Ca khúc Gánh Hàng Rong một sáng tác của nghệ sĩ Lê Quốc Dũng. Và bây giờ sẽ là lượt 2, một đoạn nhạc gửi. Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê canh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tanh. Rất là dễ thương nhưng không nghe gợi ý gì hết, không biết trả lời có đúng hay không. Không nghe chữ gì luôn. Không nghe chữ luôn. Ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi, một sáng tác của nhạc sĩ bạn thân thiết của Kiều Anh, đó là Nguyễn Đức Thuận. Chính xác. Hãy cho biết câu hát cuối cùng của bài hát này là câu gì. A. Cuộc đời bởi thế nên đẹp tuyệt vời. B. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Vô. Đương nhiên mà mình nói mình không biết con hệ kỳ, nhưng mà tới lượt này lượt của Susu. Mời Susu. Đó, Susu. Hồi nãy lo nhảy thì đâu có nghe được gì đâu. Mình cũng không biết gì luôn. Nhưng mà em biết bài hát này không? Dạ biết. Biết, mời lựa. Với sự thông thái của em thì em xin phép được chọn đại. Đúng rồi. Chọn theo quán tính. Quán tính rồi. Ơi. Và nốt trầm không có điểm cho câu này. Đội nốt bỏng đang có thêm 20 điểm nữa. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi như sau. Trong bài hát Đêm Đô Thị, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, hãy cho biết người em gái được ví như cái gì. A. Nhiều trang giấy. B. Nhành hoa hồng. Xin mời. Đúng rồi, em gái là... Nghe nè. Chạy đi mệt nó chả rồi. Mời hút cổ vô. Nhưng mà ví dụ như bị bắt là phải vô cứu nha. Giải cứu thì phải giật con chó thôi nha. Trời ơi, tới con chó đi rồi tính. Tại vì người con gái thì lúc nào cũng bị được ví trang giấy cũng đúng, mà hoa hồng cũng đúng, mà bình thường là hoa hồng thì đúng hơn đúng không? A là nhiều trang giấy, B là hoa hồng. Nhìn hoa hồng. Cố lên. Thử nha. Không có mở cửa ra đại nha, từ từ nha. Mình có cái chọn cái cửa sổ được không? Có con chim nó lú ra. Thôi ghê quá. Thở. Vô. Dạy thôi, dạy thôi, dạy thôi, dạy. Dạy đi. Ủa? Thôi. Thôi chào mà. Đã lựa được cái ô đúng, đó chính là nhiều trang giấy. 20 điểm dành cho đội nốt trầm. Quý vị thân mến, kết thúc vòng 2 tỷ số như sau. Nốt trầm 80. Nốt bổng 100.